ta đi nước đầu là sắp đi. Quý ông bà sao sai rap luôn nước đầu và bước đi. Chúc bao nhiêu cặp mắt nhìn thần linh. Sau khi năng hết mình như là em chay và nước đi. Trước khi mày kịp thấy tao, tao không quan tâm bất kỳ ai khác có thể thống lĩnh miền Nam. Bởi vì trước mặt tao là tổ thánh này diện việc rap miền Nam. Nếu mày không dám mày không phục, mày là thể là thành fam. Nếu mày không cao mày không nhục, cứ chứng tỏ đây là game. Phải nhớ là đừng quên khách tên tao. Thì tao chắc chỉ có tao đi IAB này cất bước lên cầu. Cống hiến như thế mà quên sao. Và nếu mày thích thì sẽ phải tụi tao có thể nghe nóng để bắt đầu cuộc chiến này. Còn vui thì đến, thấy nó đẹp thì đi. Đủ mẹ mày biến mày. Mày muốn chơi hay mày muốn láo, nhưng phải nhớ hàng pháo và tụi tao. Cái đất sâu say này toàn là hàng nóng, với bộ mày tưởng hàng mũi sau. Thì cái mày tạo chỉ là rap, còn kiệt tác chính là tao. IAB này sẽ mãi nhắc khi ban là người hấp sáng lên đường rau. Cái mắt để ngóng tạo đỉnh cao. Thì rap là để cho mày biết thật sự hip hop chỉ cần chính tao. So sai never die và Black B on the top. Tuy là xung quanh tụi tao luôn có chó rình đập lỗ thời cơ mà đớp lũ hip hop nhà quê rap up beat. Thấy mà gầy cứ ra check là chữ hip để lên đầu. Thấy mà phơi thấy tên tụi tao là máu cái trong người mày ùa ra. Ấy mà xấu lộ với gái là tự chết cướp lên đầu của mày ha. Tóm lại tụi tao phản đối đám chó ba mở khi con cặc. Xấu sao mà để tụi anh chỉ vào mặt và nói bao giờ khi con cặc đứng làm chim đậu. So sai tụi tao lắm nhưng tại mày bị mất thành nó mất luôn hậu. Chống đối tụi tao là lên đài mày đứng lên đài với 18 thì súng đang chĩa vào đầu mày. Mà nếu một lần nó số 7 thì tụi tao sẽ dùng ống tiếp để mà hầu mày. Trong vạn style, trong một ngàn sao. Và tao chỉ rap cho một điều duy nhất, cho một điều đam mê lớn nhất trong cuộc đời tao. Trong một cây bút, một tờ giấy, liều viết phi thê từ người chống vận. Hoàn cùng điều nhạc với đơn đệ. Và sự lâu của tao chính là đây. Sao dài, một ngôi nhà của tao từ lâu nay. Và cũng là ngân vàng của tao đây. Chúng mày tự tin, tôi có tìm đến tao. Trong một đường cũng ngọt, đây một cây cú. Cái liệu cho hồi cho mày cứ hay hú. Anh biết cho biết nó là tay chú. Này lên chút đây gọi là dây chú. Vlog tao nhanh, biết thì chậm. Rap của những đứa trai có tay nhận nhậm. Vội tao làm, rap tao bắt. Rap của những kiếm có động đầu của nó chất thì tao biết. Tao nói những điều này là cần thiết. Tinh thần rap Việt của tất cả anh em sao sai. Mãi mãi đi level lên sau mới không bao giờ bất diệt. Yeah. Mày ao, nếu mày làm cho tất cả tay thích, tao sẽ cúng mày chịu vì sao. Trước thì chiến, sau là bạn, nó là rule number one. Nếu mày dính tao qua nguyên biến, tao sẽ giúp mày vượt lầm thang. Trần gian, sẽ còn là chỉ có mày và tao. Bởi vì một tay tao đã đốt hết cả 10 triệu vì sao. Tao không ngông cuồng, tao biết tất cả những gì tao mong muốn. Tao không cố gắng lùng lắp đi lên làm cho việc gấp và đi xuống. Tao không chia buồn, vì ai cũng muốn được ngồi lên chân ngai. Phong độ tức thời đến cấp may mắn, tao sẽ sánh mãi không tàn phai. Ức chế lâu ngày cho nên hôm nay được giải phóng. 712 độ C có ngon đụng vào thì cứ phỏng giác. Cơ hội đã tới cho nên hôm nay tao chửi luôn công khai. Hình ảnh luôn luôn ở trong đầu mãi mãi sẽ không phai. Thằng cũng không ở phủ cái phong đi hửi nước cái có cây không. Kim bằng một ngày đất nước sẽ không có chủ. Chẳng cứ hơi đàn bà đàn ông đi trực. Tổ con nít vẫn chơi xích đu. Con gái vẫn mê thích cu. Ở trong công thức khoa học người ta vẫn gọi là đồng là cu. Không biết là mày ngu còn đéo cãi là mày phu. Này không có não mua đồ mà chơi với thú thích cũng tê nhị. Thôi thì nữ hoàng đi xuống lấy cho công chúa đang ngay lên cái vị. Mày nợ ốc vai, nó sống quên mà tao vậy. Mày nợ ốc vai, nó sống quên mà tao vậy.
cãi, lại phải lại ngã như lại cái. Gái to như gà mái, khoái làm trò như anh trai. Hey, hai bài kịch đai, có ngày tay phải phải bị sáng bật tay. Đáng thử là ai, chưa bị chửi mặt cay. Chỉ là trai, bỏ hai phái hay gì mà phái sụp dai. Anh đủ hả? Cho cái thứ mày bộ đại tiện bằng lỗ tai hay sao biết sai mà cứ cãi. Hả mấy thằng nhãi bất tài, biết ngại thì tắt đài. Sao sai vẫn bay nhậu lai rai, vẫn chơi gái thoải mái. Dám dẫn chơi đại khái mà người nghe hăng hái. Gọi tao anh đại đi chú hai gặp lại dài hả bye bye. Bao giờ là lúc kết thúc cho các rapper for show? Cứ nói bồ thích đứng chia tay thì đâu có hai đứa thằng lồn. Để xong khai cứ thế thích trong với nhau như scandal. Một năm về trước hồi có bao nhiêu sao chơi sẽ còn nằm. Mình muốn chơi nổi nhưng chơi đến nổi bây giờ trên sóng sao sai cái vòi trong vỏi mong mỏi hơi có chứng khỏi ngàn vì sao đánh đổi respect bằng con dao anh tọc hàng phát nè lên nhau hình thức thế nào là underground cũng hỏi đâu là nguồn gốc hay là hỏi người đi sao lấy chút sốc bi chút tôi ride đối với những ai thích ăn cay từ bước chút em ai xin lên bên ngoài nhìn thằng chó phải teo giái tới cho mày ấu chi nói gì thì nói quỳ gối rồi xin được bái sao sai ai thích lên trên đỉnh cao còn mày về phía bên trái. Hip hop trên đất Việt có nhiều thằng căng kia nó vẫn không phục vẫn chống tùy nhưng dù nó cố gắng nó vẫn không thắng được mình em ta bất diệt chẳng thấy nào lắng và tuổi ta nói thiệt. Cause we got the swag that the hater wanna have. Now they can't have that but the pussy's got a swag. Feel bad for those cats gonna have for not a cat. I feel bad you knew that but you still wanna nag. Sao sao chúng ta đứng đầu điều đó có sai. Sao sao ai cũng muốn đứng đầu dù nó xứng là con trai ta. Để ngài thật cao để rồi và làm thế ngài giảm gãy ghé rồi thằng dế là phải té. Đứng trên cao xin giới thiệu tên tao là Edgy Boy. Đấy lên đầu mấy thằng cánh đừng sao sai đến chết thì thôi. Bước đầu chiến đã từng biết tụi mày là thù hay bại. Trước là tiếng sau là dí tao đếm vô hùng hay ngán. Mấy thằng nhóc lóc cho tụi mày rất hay tới đâu. Dù là rồng hay có cắn cũng áo bao giờ mới tới sâu. Cứ tới đây ta tiếng mày dễ như là ra tay với hâu. Đừng có gồng đến mà dán như tụi mày sống đã có đáng. Đừng có giống hay là ngán chân thì miếng đất là đóng nha. Mấy thằng lâu la chiến với All Star thì chứ ở đâu ra khẳng định một câu là SSR we the best so far. Tại bên trái, nóng như tại bên phải. Ê. Và chẳng hạn các bạn đã bên người tiếp tục đó là ai. Và so green đã trở lại cùng với sức mười phi đội bay. Một ba thuy trong mơ cùng với artist của sao sai. Để mang tất cả anh em ở đây tầm mới chỉ. Chứ một khi trở thành mình gọi thì mà khó mà nhìn kiến. Chừng có thật lâu có thằng người đời thì gọi là thiên quý. À để tài cho artist mới hai chữ là tiên tiến. Và khi được phong tiếp tục thì phải kính lão và đắc thọ. Nếu không thì anh phải bỏ về nhà chăn mò và cắt cỏ. Và cái tên so green vẫn được tồn tại mà anh mãi là cái gương sau này để phát triển sao sai. Do sao sai không mình hẹn khắc tên mà ghé cứ tự nhiên đứng lên cầm bài mà thấy sao sai là nơi rapper sẽ khắc nên chưa phé. Nhìn bản đồ Việt Nam thì biết chữ S mãi là king. Nhìn nó tính là hiện tại ở là của giác thể đóng linh tinh tinh binh mà linh tinh là khinh binh vô tinh tinh em là king hay không hay là chỉ king còn chiến câu có ốc mà anh còn quốc cái gì mấy em tập luyện nhanh khinh câu. Bầu trời đang rộng để cho đất Việt để đang rộng bây giờ là 2 lớp 10 đâu còn tình sự ở hang động đó là một thời kỳ hòa bình đâu còn chi tranh đâu mà không đạn hết mặt đâu Việt Nam đâu sự chi cắt cái Việt Nam sẽ đi từ cùng thái chứ sao đây cùng khác ở trong Việt Nam. Nhưng anh có tay thổi hôn vào nhạc như em thổi kênh ao ạt. Tao lên ví
dụ là một chiếc lá đang bay sao sạch. Anh em vừa nhạc anh gọi đó là nụ hôn của gió thức nào nhẹ. Anh rap nhẹ nhàng chiều mến như lời tình yêu của Nam Vi. Anh rap một mạch quyến rũ như là mùi hương sữa vani. Anh rap có thể cởi đơn tên tuổi trên cao như sub bay. Anh rap phong cách linh lãm hơi ngán còn hơn cả đồ hiệu Gucci. Anh rap mạnh liệt thô sơ hoang dã như chuyện tranh cô của Zen và Tạ Sơn. Mười triệu vì sao có lẽ anh không có chỗ vì anh có tên là mặt trăng. Còn gọi là KABU để chơi những thời phong độ mềm mại mới tỏi là. Ngày hôm nay lại một lần nữa nơi đây là chú kênh from New Style. Đừng có quan tâm dù tôi là con trai hay tao là ZAY. Vì dùng cho tao có là ai thì tao vẫn đẹp trai. Rap hay và đa tài là hoàng tử của sao sai. Tao là người đặc biệt mà chỉ có một không có hai. Chỉ chấp nhận đứa thứ nhất không chấp nhận đứa thứ hai. Chỉ chấp nhận đứa thứ hai nhưng mà thứ nhất không có ai và mọi người biết đó. Flop của tôi rất khó. Không chỉ là xin phong lâu thứ nhất mà người mới biết nó. Mà khi làm nhạc thì tôi thấy con tao nó shit on. Không khích từ rồng cho đến thỏ nát. Tao ở trên cao của 1 triệu vì sao bầu trời miền Nam tỏa sáng chừng dây dẫn đường chỉ lối xa bỏ đêm tối tìm đến tương lai người đứng đây cần phải sát cánh trong một đêm mây còn giờ tao sẽ hơi cùng hô tao scream louder Southside for life. Đây là nhà sang, là nơi sang từng ăn đo mà cũng là nơi mà sang thăng quan. Sài Gòn mấy đêm nguyệt có tới mười mấy triệu vì sao mà chiếu sáng. Anh nào lập chót thì cứ mà đóng dáng, hoặc là nếu mà yếu đuối thì cứ đầu hàng. Nhưng mà sang dặn trước, nếu mà buông xuôi thì cúi đầu chứ đừng ngước nhìn bất kỳ ai làm sao sai. Anh hai là sang nhỏ, thấy ghét là anh bỏ. Tới đây là hiếu nhỏ. Yo yo, yo và đây là MC Subway. Xin hân hạnh giới thiệu cho quý vị và các bạn MC và tụi anh bước đi qua hiện hát và sub mi để kiểm tra mày cút đi. Đó là cách tung bút mi chép vào sách đi cho ngàn đời sau. Và SS rapper sẽ dạy cho tụi em biết đâu vần vật lâu. Bước trước nên không bao giờ anh bước ra sau. Đừng ngạc nhiên khi đứng trên đỉnh nắm tay tụi anh là Yo-ho. Back from the hell sự hôm nay nên trở lại. Dù là shit đi thang sâu hay là rồng cũng theo dài. 9 tháng 1 anh đang đứng trên này làm cho chỗ này thật nóng. Đừng có đi đâu chỉ chờ vài giây sau khi tên lửa được phóng. Bay từ miền Nam hướng tới tương lai sẽ cho rap Việt mới thành công. Yeah. Southside all star, let you the freak with the Highland superstar. Và lắm như khi tôi rap, you know Highland superstar. Now put your hands up with the Highland superstar. Cuộc đời trong gió và bốn ba, anh vẫn cười tới cái bóng trời. Tiền bạc phú quý để xa hoa, nhưng đến nơi ai đang không cần. Vì vậy biết là Highland vui là party đêm mới trong giờ. 10 triệu mới sao ta sáng hôm nay sẽ khắc tên lên bà con thằng chi. Rap trên nhịp beat, party Southside all star, let you the freak with the Highland superstar. Và lắm như khi tôi rap, you know Highland superstar. Now put your hands up with the Highland superstar. Không cần MC giới thiệu thì bạn cũng biết đó là ai. Long Len đã trở lại như linh hồn tôi bắt đầu thai. Anh không cần chiến với tụi em như một võ sĩ giác đấu. Muốn một trận một thì như em dế đã chờ cho. Em rap như móc câu rặn lâu cho ra một bài chưa đủ đâu. Một hát một bài anh rap cho em tới xuống hè. Về sàn đấu trên tay với bằng danh dự đứng thứ hai. SS rapper mãi mãi là vua người trên ngai. Final anh đứng xem tụi em chiến ra sao. Đồng già mất dấu mà ra chứng tỏ mình là sao. Cuộc chiến này còn dài anh sẽ tăng ga tụi em chạy. Nhớ đến tên anh người đã cho em thất bại lần hai. Tự sướng của một mình là ai tin làm việc gì cũng nếu thành. Còn một cái biết một tình thế
chương trình thành công thất bại cũng mà phước nên là mình đáp lại được mình người không bao nhận sống cho là mình là phải sống cho hết mình việc anh là cao đứng lên cùng anh em mình sao đừng rác miền Nam mà cáo Việt Nam luôn tỏ sáng như đỉnh cao. Yo, L-I-N-H-I-I chính là Pau nè, G-V-I the queen rap Việt vẫn là Pau ha. Trở về với Aus và bắt đầu thức giọng và hát cho trong khi lũ ngôi chúng mày lắc đầu đứt giọng lại hơi. Genius Việt rap và SSL là vừa đối đứa nào dám chối đùa mẹ tao thề là đéo thế nào được vô tội. Tội mày là tử tội cho hùa đừng tỏ ra dữ. Giờ nó rap là game dù sao đi nữa bọn tao vẫn mãi là chủ hội. Boom boom flow và skill là mày phải thích tao trong khi mày cố ra bừng thì nhạc của tao đã đến hồi mix down. M-E-M cứ tưởng nghe nhạc đọc lời là hiểu tao đẳng cấp như chị các em nghĩ rằng có đủ IQ để hiểu sao. Sớm yêu bên tao thôi mà hay đây. Thêm New Leon Styles thánh nhập linh của T.I. okay. Bọn tao thông linh cả miền Nam là King của Southside. Oh yeah, cái gũi thường gọi bọn tao là OG. Hater mày chỉ một muốn được lái OG bên tao để đứng lên đại diện cho BS tao. Real thông bọn OG sẽ không bao giờ check me out. I don't want a man to be the same mà mình qua. Smoke with the bitch đeo bằng tâm trí người ta. Trong cây gõ của những con cua bọn tao vẫn thắng chính là tí. Bọn mày dám đạp đến nhau vẫn đâu trong hoa cùng chí. Tao vẫn đi và tụi tao rap chính là vì để cho nhạc rap của người không tin chấp nhận bọn tao dù có thâm ấn làm hậu của rap tao phải rơi bay lên mãi mãi chỉ còn chi gian nay luôn chắc chẳng là chỉ khó khăn không ngại mãi bình chí. Whatever.